Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 tháng triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước triển khai dành riêng cho ngành lâm nghiệp và thủy sản đã giải ngân được khoảng 60%, tương đương khoảng 9.000 tỷ đồng. Tuy có tốc độ giải ngân tốt, nhưng chưa phải doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi này, bởi mỗi gói vay được đưa ra đều có quy định riêng mà các khách hàng cần phải tuân thủ. Một số doanh nghiệp không có đơn hàng, nghĩa là không đủ điều kiện vay theo dòng tiền. Một số lại nằm ngoài phạm vi triển khai. Gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho vay đối với lâm sản, thủy sản sẽ còn được kéo dài tới hết tháng 6 năm tới. Các ngân hàng cho biết, với những dấu hiệu phục hồi tăng trưởng tốt như hiện nay, họ sẵn sàng mở rộng thêm hạn mức vay ưu đãi để phục vụ đơn hàng xuất khẩu cuối năm. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 vừa qua, trị giá nhập khẩu của nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 12% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 7,1 tỷ đô la Mỹ, giá trị nhập khẩu giảm mạnh, chỉ bằng 1/3 giá trị nhập khẩu cùng kỳ năm trước. Việt Nam chủ yếu nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ Trung Quốc, chiếm tới 83% trị giá nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước. Đối với xuất khẩu, theo Tổng cục Hải quan, điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng mang lại trị giá xuất khẩu cao nhất cho Việt Nam. Giá trị điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 10 năm 2023 đạt 5,21 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,3% so với tháng trước. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar năm 2023 đã diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Diễn đàn do Hội Doanh nhân Thái Việt Nam Toàn Thái phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường giao thương, kết nối và hình thành mạng lưới giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp của năm nước, cũng như các quốc gia là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, xuất khẩu, tài chính. Các cái diễn đàn như thế này nó mang lại rất nhiều những cái ý nghĩa, nhất là cái sự kết nối, cái sự chia sẻ kinh nghiệm cũng như là tiến hành quản lý, quản trị về đầu tư cũng như là kinh doanh. Nhưng một cái ý nghĩa nhất là nó nâng cao, nâng tầm hơn cái thương hiệu Việt. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng giới thiệu quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến các nước trong khu vực, đồng thời góp phần hiện thực hóa đề án của chính phủ về huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024. Thỏa thuận xanh là gói các sáng kiến chính sách khung của Liên minh châu Âu-EU nhằm mục tiêu xây dựng EU thành khu vực trung hòa về phát thải khí nhà kính vào năm 2050 và giảm thiểu việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong phát triển kinh tế. Việc theo dõi và thích ứng với các chính sách trong khuôn khổ thỏa thuận xanh EU liên quan tới sản phẩm của mình là đòi hỏi cấp bách đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam để duy trì xuất khẩu bền vững ở thị trường EU. Được thông qua ngày 15 tháng 1 năm 2020 và chỉ trong chưa đầy 4 năm triển khai, thỏa thuận xanh EU đã có nhiều chính sách dự kiến có ảnh hưởng trực tiếp tới hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào khu vực này. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nắm bắt được thông tin và chủ động chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, bền vững. Thì tôi cho rằng, ví dụ như những sản phẩm về nông sản, sản phẩm về đồ nội thất bên chúng tôi, thì ở đây người ta muốn nói tức là cái thông điệp là cái nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc là cái nguyên vật liệu đầu vào, là chúng ta làm có trách nhiệm và rõ ràng. Ngoài ra là những tiêu chuẩn tự nguyện, ví dụ như là trách nhiệm xã hội đối với môi trường, đối với lao động, thì đây là thực ra nó là một cái cũng không có gì là mới đối với chúng tôi. Bây giờ người ta nhấn mạnh vào cái đấy để các doanh nghiệp, có lẽ là những doanh nghiệp đã làm rồi thì phải làm thêm, đặc biệt là sau khi cái đại dịch nó trôi qua. Các chính sách trong thỏa thuận xanh của EU sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu của Việt Nam theo các cách thức khác nhau. Những nhóm sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam được dự báo sẽ chịu tác động mạnh nhất, bao gồm sản phẩm điện, điện tử, công nghệ thông tin, máy móc thiết bị và linh kiện liên quan. Nhóm sản phẩm nông sản, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, thực phẩm các loại, đặc biệt là thực phẩm hữu cơ, dệt may, giày dép, các loại hóa chất, phân bón, pin, ắc quy, sắt thép, nhôm, xi măng và bao bì của các loại sản phẩm. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam mà dự kiến là sẽ bị ảnh hưởng bởi các cái tiêu chuẩn xanh hay là những cái chính sách xanh trong khuôn khổ thỏa thuận xanh EU, thì quan trọng nhất là cần phải tìm hiểu để biết về những cái diễn tiến, những cái hành động của EU trong khuôn khổ thỏa thuận xanh
mà có ảnh hưởng đến cái việc sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của mình sang thị trường này. Theo các chuyên gia, mặc dù trước mắt các chính sách xanh của EU đặt ra những thách thức lớn cho xuất khẩu Việt Nam, nhưng trong lâu dài, việc thực hiện chủ động chuyển đổi xanh một cách đồng bộ và toàn diện có thể mang lại những cơ hội nhất định cho doanh nghiệp. Mà để thực hiện những cái này, ngoài việc nắm bắt thông tin, đi vào từng các cái nhóm sản phẩm cụ thể, thì nó có những cái nguyên tắc, có những cái khung khổ mà nếu mình bắt kịp, thì việc từ cái việc bắt kịp ấy mà chuyển sang việc thực thi những cái tiêu chuẩn cụ thể hơn, nó rất là thuận hơn, nó bớt chi phí hơn. Nói so sánh nó giống như WTO ấy. WTO là hàng nghìn trang. Thế nhưng mà nó có những cái nguyên tắc cơ bản. Thế nếu mình hiểu những nguyên tắc cơ bản mình chuẩn bị trước ấy, thì khi mà bất kỳ những cái tiêu chuẩn, tiêu chí nào ra thì thuận hơn rất là nhiều. Việc theo dõi và thích ứng với các chính sách trong khuôn khổ thỏa thuận xanh EU liên quan tới sản phẩm của mình là đòi hỏi cấp bách đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam để duy trì xuất khẩu bền vững ở thị trường EU. Ở tầm lớn hơn, để có thể vượt qua khủng hoảng có thể xảy ra, đạt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, nền kinh tế Việt Nam cần nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. Trong đó, tiến tới sản xuất xanh, xuất khẩu xanh là một yếu tố quan trọng. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận trên 143.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc giảm 53,7%, số ca tử vong giảm 106 trường hợp. Tuy nhiên, số ca mắc tại Hà Nội vẫn khá cao trong tuần qua, trên 2.500 trường hợp và được ghi nhận tại tất cả các quận, huyện, thị xã. Trong đó nhiều nhất là tại Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Oai, Quốc Oai, Thanh Xuân. Kết quả kiểm tra giám sát tại một số ổ dịch vẫn ghi nhận chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 35 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, các địa phương vẫn cần tiếp tục giám sát chặt chẽ các ổ dịch, theo dõi sát người bệnh, không để dẫn đến biến chứng nặng. Từ giữa tháng 9 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 63 ca đậu mùa khỉ, tất cả là nam. Trong đó 70% có quan hệ tình dục đồng giới và 60% là người nhiễm HIV. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện đã có 35 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và hết thời gian cách ly. Hai trường hợp tử vong trong bệnh cảnh suy giảm miễn dịch. Cũng theo thống kê của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam đã phát hiện 74 ca bệnh đậu mùa khỉ. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành sàng lọc các triệu chứng nghi ngờ đậu mùa khỉ với tất cả những người đang sử dụng dịch vụ phòng chống HIV, bao gồm cả tư vấn xét nghiệm, điều trị methadone, điều trị ARV, dự phòng trước phơi nhiễm, dự phòng sau phơi nhiễm. Những trường hợp nghi ngờ sẽ được chỉ định làm xét nghiệm chẩn đoán. Trường hợp đã có xét nghiệm xác định sẽ được đánh giá tình trạng lâm sàng và phân tuyến điều trị phù hợp. Trước phản ánh về việc hơn 7.000 tỷ đồng vượt tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bảo hiểm y tế chưa được thanh toán, khiến các bệnh viện thiếu tiền mua sắm vật tư, ảnh hưởng công tác khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định Quỹ Bảo hiểm Y tế không nợ chi phí khám chữa bệnh của các bệnh viện. Theo lý giải của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số tiền 7.000 tỷ đồng vượt tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong những năm gần đây chưa được quyết toán là do chưa đủ căn cứ pháp lý theo quy định tại Nghị định số 146 ban hành năm 2018 của Chính phủ. Sau khi Nghị định số 75 được ban hành, cơ quan này mới có cơ sở pháp lý để thẩm định lại, thực hiện quyết toán vượt tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ Nghị định số 75 khẩn trương tập trung rà soát, tổng hợp các phần kinh phí vượt tổng mức trong các năm 2019, 2020 và 2022 và đảm bảo hoàn thành thanh quyết toán sớm nhất theo quy định. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương 200 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, ngành giáo dục đào tạo đang triển khai công cuộc đổi mới một cách căn bản, toàn diện xưa nay chưa từng có đối với tất cả các cấp học từ mầm non tới đại học. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, cần phải đảm bảo thực hiện nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, lực lượng nhà giáo có vai trò quyết định đến sự thành công của toàn bộ quá trình này. Ngành giáo dục và Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những gì mà các thầy cô đã, đang và sẽ đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục của nước nhà. Hôm nay trong 200 các thầy cô là những người tiên tiến, những người tiêu biểu, những người xuất sắc
thì muốn nhắn thêm một điều với các thầy các cô, thì còn phải góp phần vào lan tỏa những cái gì mình đã tâm đắc, lan tỏa những gì mà mình đã làm được, lan tỏa những gì mà mình đã tích lũy được. Đấy là yếu tố đổi mới trong thực tế, bằng thực tế, bằng sự sinh động của kinh nghiệm. Cho nên mong rằng 200 thầy cô với những thành công của mình tiếp tục lan tỏa trong bộ môn của mình, trong tổ chuyên môn của mình, trong ngôi trường của mình. Cảm xúc của mình rất là xúc động và vui mừng, bởi vì mình rất là vinh dự ở tại tỉnh Tuyên Quang thì đúng được cả hai người được vinh dự lần này biểu dương giáo viên tiêu biểu của năm 2023 ấy ạ. Và mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng chí bên sở giáo dục, bên phòng giáo dục và các đồng chí đồng nghiệp ở trường mình đã cùng mình đồng hành và giúp đỡ mình trong quá trình mình công tác. Những nhà giáo được tuyên dương hôm nay là tấm gương tiêu biểu được lựa chọn trong số hơn 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước. Đây là các thầy cô giáo, cán bộ quản lý đã đạt được nhiều thành công trong giảng dạy, có cách làm sáng tạo trong triển khai chủ trương, đường lối và các quyết sách của ngành giáo dục trong suốt thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, ở xã biên giới Trường Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, nơi có những trường học và điểm trường nằm giữa đại ngàn, những giáo viên nơi đây đã vượt mọi khó khăn, cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp chồng người, chắp cánh ước mơ cho con em đồng bào các dân tộc. Phóng sự của Trấn Long, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Tây Bắc. Hơn 20 năm công tác tại trường tiểu học Trường Tương, xã Trường Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, cô giáo Nguyễn Thị Nga đã gắn bó với nhiều thế hệ học sinh ở 11 trên 11 điểm trường, kể cả điểm trường xa nhất, tới gần 20 km. Không ngại khó, ngại khổ, với nhiều nhiệt huyết và lòng yêu nghề, mến trẻ, cô giáo Nga cùng tập thể thầy cô nhà trường cố gắng khắc phục mọi khó khăn, mang con chữ đến với học sinh thân yêu của mình. Mình được nhận công tác và phân công lên đây thì mình thấy là nó rất là khó khăn. Các em rất là vất vả, nhưng mà mình thấy các em cũng có rất nhiều này cái thiệt thòi. Cái thời điểm đấy thì trường lớp còn chưa có, học thì cũng học trong cái nhà tạm thôi. Thế nhưng mà mình cũng thấy các em có nhiều cái thiệt thòi, cho nên mình cũng cố gắng vượt qua để đem cái con chữ đến cho các em vùng cao. Là giáo viên trẻ mới tốt nghiệp ra trường, cô giáo Lê Thị Hồng ở xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu đã xung phong lên dạy học tại điểm trường Đin Chí, trường tiểu học Trường Tương. 2 năm công tác tại đây cũng là lúc hành trang của bản thân cô có thêm chiếc hộp buộc trên yên xe, chở thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt trong một tuần bám bản, bám lớp. Khi mưa lớn, đường bùn lầy lội, các thầy cô phải đi cùng nhau để người này đẩy xe giúp người kia hoặc nhờ bà con dân bản mới có thể di chuyển được. Khi lần đầu tiên lên điểm trường thì tôi cảm thấy rất là khó khăn, bởi vì làm một mình cũng công tác ở đây và đường đi thì khó khăn, điều kiện tự nhiên ở đây thì cũng khá là khắc nghiệt. Tôi cũng đã cố gắng làm việc và nhìn thấy các em của mình ngày càng học tốt hơn, ngày càng lớn hơn thì tôi cảm thấy đam mê và yêu nghề hơn và sẽ cố gắng cống hiến hết sức mình để mang cái chữ và giúp các em trở thành một người có công dân tốt cho xã hội. Trường tiểu học Trường Tương, xã Trường Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, năm học này có gần 600 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc Mông. Với những khó khăn đặc thù của xã vùng ba biên giới, nhà trường đã động viên, hỗ trợ các thầy cô vượt khó khăn bám trường, bám bản, luân phiên giảng dạy ở 11 điểm trường, đồng thời tích cực vận động, tuyên truyền những người mù chữ và những người chưa đạt chuẩn biết chữ ra lớp. Đến nay, nhà trường đã mở được 3 lớp xóa mù chữ với gần 60 học viên tham gia. Nhà trường cũng đã làm rất tốt về cái công tác đảm bảo về cái chế độ chính sách, rồi cũng thường xuyên là quan tâm đến cái đời sống của các thầy cô, động viên các thầy cô thường xuyên để bám trường bám lớp trong cái công tác dạy học. Trong những năm qua, trường tiểu học Trường Tương đã rất nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động tại cơ sở, huy động 100% học sinh tiểu học trong độ tuổi ra lớp, làm tốt công tác tổ chức các cái hoạt động dạy và học. Cán bộ quản lý, giáo viên thì nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Thì nhà trường đã tích cực trong cái công tác vận động, tuyên truyền những người mù chữ và những người mà chưa đạt chuẩn biết chữ ra lớp. Hiện tại thì đã tổ chức được 3 lớp xóa mù chữ với 56 học viên tham gia.
Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song các thầy giáo, cô giáo trường tiểu học Triềng Tương vẫn ngày đêm bám lớp, bám trường, lặng thầm gieo chữ nơi vùng biên. Mong các em học sinh nơi đây có một tương lai tươi sáng hơn. Sáng ngày 19 tháng 11, Thành đoàn Đà Nẵng huy động gần 2.000 đoàn viên thanh niên ra quân tổng vệ sinh các bãi biển du lịch của thành phố sau đợt mưa lớn vừa qua. Hoạt động tổng ra quân được triển khai tại tất cả các bãi biển du lịch của thành phố Đà Nẵng với 56 đội hình tình nguyện, huy động gần 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong các hoạt động phòng chống, ứng phó thiên tai, khắc phục ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài gây lũ trên thượng nguồn, mang theo lượng lớn bèo rác dạt vào các bãi biển du lịch. Trước đó, các đội hình tình nguyện cũng đã triển khai ra quân vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, khu vực công cộng, khơi thông hệ thống mương nước, cống rãnh, góp phần mang lại diện mạo sáng, xanh, sạch đẹp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với những nỗ lực không ngừng trong phục hồi và phát triển ngành du lịch sau đại dịch COVID-19, Việt Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng tại khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Ngành du lịch Việt Nam dự kiến sẽ vượt mục tiêu năm 2023 về cả lượng khách quốc tế và nội địa. Thành tựu này một phần nhờ công tác truyền thông, quảng bá hiệu quả. Tuy nhiên, việc đầu tư cho công tác truyền thông, quảng bá du lịch được đánh giá là chưa được quan tâm đúng mức và cần được đầu tư bài bản hơn. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia, trong top 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam 10 tháng, có sự góp mặt của Ấn Độ, quốc gia có dân số đông nhất thế giới. Trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ xúc tiến mở thêm đường bay thẳng từ các thành phố lớn của Ấn Độ đến Nha Trang, Đà Nẵng. Đây là dòng khách đầy tiềm năng của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, công tác xúc tiến đến thị trường này vẫn còn dè dặt. Các chuyên gia cho rằng cần nhận diện và đón đầu xu hướng khách để lên kế hoạch truyền thông trọng điểm. Như năm nay, đối tượng khách là khách Ấn Độ là có cái sự tăng trưởng đột biến đến với Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên thì cái công tác truyền thông của chúng ta đâu đó rằng là chúng ta vẫn còn đi hơi chậm so với những cái đơn vị khác. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên thay đổi cái suy nghĩ đấy, là chúng ta nên định hướng trước khi chúng ta làm công tác truyền thông, là định hướng ví dụ đối tượng khách Hàn Quốc hay đối tượng khách Nhật Bản sang Việt Nam là họ thích miền Trung, thì chúng ta sẽ tập trung đúng vào cái đấy để chúng ta làm cái truyền thông tránh bị dàn trải và nó sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Hiện Việt Nam chưa có văn phòng đại diện du lịch quốc gia tại nước ngoài, trong khi Thái Lan có 29 văn phòng, Malaysia có 35 văn phòng, Singapore có 23 văn phòng và Hàn Quốc có 31 văn phòng ở nước ngoài. Hàng năm, đại diện các văn phòng này cùng nhau lên kế hoạch để đưa ra chiến dịch quảng bá thích hợp với từng thị trường khách. Bên cạnh đó, với khoảng 2 triệu đô la Mỹ, số tiền của du lịch Việt Nam chi cho công tác truyền thông, xúc tiến chỉ bằng 2,9% so với Thái Lan, bằng 2,5% của Singapore và chỉ bằng 1,9% chi phí của Malaysia. Bản thân du lịch tôi chỉ là cái ngành liên kết của các cái ngành lại với nhau thôi. Vậy thì nếu như không có sự ủng hộ của các ngành, các cấp, của các địa phương, làm sao du lịch có thể phát triển được? Cho nên là đôi khi lúc chúng ta hiểu rằng nó là ngành độc lập, lúc chúng ta lại hiểu rằng nó là ngành phụ thuộc và như vậy không có một cái chỉ đạo thống nhất trong hoạt động truyền thông thì nó rất là lãng phí cho các hoạt động của chúng ta. Cho nên đấy chính là cái yếu của ngành truyền thông du lịch. Sự phối hợp giữa truyền thông và ngành du lịch, các doanh nghiệp lữ hành là phương án cộng hưởng nguồn lực, mang đến hiệu quả tối ưu để thu hút khách du lịch đến Việt Nam và kích thích nhu cầu đi du lịch của du khách nội địa, góp phần đưa du lịch ngày càng phát triển. Mặc dù là ngành du lịch chúng ta đã phục hồi, tuy nhiên để đạt được như 2019 như trước đây hoặc đạt như kỳ vọng thì chúng ta còn rất nhiều vấn đề phải làm. Và điều đó thì rất cần thiết với sự động viên, sự khích lệ, sự tuyên truyền của ngành truyền thông để làm sao mà tạo một cái sự phấn khích, tạo một cái sức mạnh, tạo một cái sự yên tâm, một cái niềm tin cho các anh em làm trong ngành du lịch để làm sao mọi người cùng cố gắng, cùng nỗ lực cả chúng ta nhìn thấy ánh sáng ở phía trước. Để truyền thông hiệu quả, góp phần phát triển du lịch thì cần đưa ra được một kịch bản về truyền thông có trọng tâm, trọng điểm và cần được đầu tư xứng tầm, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm, dẫn đến tình trạng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nguồn lực phân tán và trùng lắp. Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, liên quan tới vụ một người đi đường tử vong do vướng dây điện của dự án thi công đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc vào ngày 17 tháng 11, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi, chủ đầu tư của dự án cho biết chưa nhận được báo cáo từ phía nhà thầu về vụ tai nạn này. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu liên danh nhà thầu báo cáo sự việc.
Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được thi công bởi liên danh do Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam đứng đầu. Tuy nhiên, giám đốc công ty này cho biết phần việc của công ty tại dự án đã xong và công ty đã đưa người lao động rời khỏi công trường từ lâu. Sở Y tế Nghệ An vừa phối hợp với các bác sĩ Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện Phổi Nghệ An thăm khám cho các công nhân tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, khu công nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An. Trước đó, hàng loạt công nhân làm việc tại đây bị phát hiện mắc bệnh bụi phổi và các bệnh về phổi. Đến thời điểm này, có 5 người làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến đã tử vong. Việc tổ chức thăm khám cho các công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến là một trong những bước quan trọng để xác định bệnh nghề nghiệp cho người đã và đang làm việc tại đây. Để có kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét chế độ bảo hiểm cho những công nhân mắc bệnh, trước đó công ty này đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 116 triệu đồng vì nhiều lỗi vi phạm. Lo sợ bị phạt vì chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, một thiếu nữ 16 tuổi tại Hà Nội đã liều lĩnh phóng nhanh hòng vượt qua chốt kiểm soát của tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, chẳng những không thoát được, thiếu nữ này còn đâm trúng một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút tối qua, ngày 18 tháng 11, tại nút giao phố Trần Nhân Tông, đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Vào thời điểm đó, một thiếu nữ 16 tuổi trú tại quận Hoàng Mai điều khiển xe máy chở theo một người lưu thông qua vị trí tổ công tác làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, thiếu nữ này đã không tuân theo hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác mà tăng ga bỏ chạy rồi đâm vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Thiếu nữ này cho biết do chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, lo sợ bị phạt nên mới có hành động bỏ chạy rồi gây ra sự việc đáng tiếc trên. Còn tại tỉnh Đắk Nông, tối qua một thanh niên cũng đã có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi người bạn của mình bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, khi đang làm việc tại phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tổ công tác liên ngành công an tỉnh Đắk Nông đã dừng hai người đi xe máy để kiểm tra nồng độ cồn. Người điều khiển xe ngoài lỗi không có giấy phép lái xe, còn vi phạm lỗi nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, tương ứng với mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Sau khi tổ công tác lập biên bản xử lý và quyết định tạm giữ phương tiện, thì người đi cùng tài xế này, đồng thời cũng là chủ của chiếc xe trên, đã bất ngờ mở nắp bình xăng rồi châm lửa đốt. Chỉ ít phút sau, chiếc xe đã cháy rụi hoàn toàn. Sáng nay, lãnh đạo Công viên Văn hóa An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, các lực lượng vừa bắt thêm được một con cá sấu trong hồ nước của công viên. Như vậy, sau hơn một tháng truy bắt, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã tìm thấy 7 trên 8 con cá sấu sổng chuồng tại Công viên Văn hóa An Hòa. Được biết, Công viên Văn hóa An Hòa nuôi 44 con cá sấu phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19, chuồng nuôi xuống cấp, không có kinh phí sửa chữa nên 8 con cá sấu sổng chuồng ra ngoài hồ nước công viên. Trong phần tiếp theo của chương trình, quân đội Israel chuyển sang giai đoạn 2 của cuộc tấn công vào dải Gaza. Bầu cử Tổng thống Liberia, phe đối lập giành chiến thắng. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Phát biểu tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Benjamin Netanyahu diễn ra vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết quân đội nước này đang chuyển sang giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công bộ binh vào dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant khẳng định chiến dịch quân sự đang bước sang giai đoạn 2 đã thu hẹp sự hiện diện của lực lượng Hamas. Lực lượng phòng vệ vẫn đang ở phía Tây nhưng cũng đang dần chuyển sang hướng Đông. Hamas đã mất sở chỉ huy, đường hầm và nơi trú ẩn. Trong khi giới chỉ huy thì bị thương, còn hàng nghìn chiến binh thì đã bị tiêu diệt. Sự hiện diện của Hamas đang ngày càng giảm đi. Những người ở phía nam dải Gaza sẽ sớm nhận được điều này. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ truy quét tất cả các thành viên của Hamas, kể cả những người đang hoạt động bên ngoài dải Gaza. Trả lời câu hỏi về việc tại sao lại cho phép đưa nhiên liệu vào dải Gaza, ông Netanyahu cho rằng không còn cách nào khác để tiếp tục cuộc chiến và nếu không làm như vậy và đảm bảo các nhu cầu nhân đạo khác thì dịch bệnh sẽ bùng phát và Israel sẽ mất kiểm soát mọi thứ. Cũng liên quan tới chiến sự tại dải Gaza, hôm qua Tổng thống Palestine đã hối thúc Tổng thống Mỹ gây sức ép buộc chính quyền Israel chấm dứt các hoạt động quân sự tại đây.
Tôi đề nghị Tổng thống Mỹ Joe Biden, với vị thế quốc tế và tầm ảnh hưởng đáng kể của mình, hãy can thiệp ngay lập tức để chính quyền Israel dừng ngay các hành động quân sự này. Hãy ngăn chặn thảm họa nhân đạo đang diễn ra, ngăn chặn bạo lực nhằm vào những người dân vô tội của chúng tôi. Lịch sử sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai phạm những tội ác này. Tôi kêu gọi các bạn hãy cứu trợ những người dân bị bao vây trên dải Gaza. Cuộc chiến này phải dừng lại ngay lập tức. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa khẳng định chính quyền Palestine cuối cùng nên là bên quản lý cả dải Gaza và bờ Tây sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas kết thúc. Theo Tổng thống Biden, không được dùng vũ lực để di rời người Palestine khỏi Gaza, không được tái chiếm, không bao vây hay phong tỏa, cũng như không được phép thu hẹp lãnh thổ. Phát biểu tại hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 30 tại San Francisco, Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc kiên trì con đường phát triển hòa bình, mục đích cơ bản của sự phát triển là mang lại cho người dân nước này cuộc sống tốt hơn chứ không thay thế bất kỳ ai. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá, kể từ khi thiết lập cơ chế hội nghị định kỳ các nhà lãnh đạo, APEC luôn đi đầu trong mở cửa và phát triển toàn cầu, thúc đẩy tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khu vực, phát triển kinh tế, công nghệ cũng như dòng chảy vật tư và con người, tạo nên kỳ tích châu Á-Thái Bình Dương nổi tiếng thế giới. Cũng tại hội nghị, Trung Quốc đưa ra 4 đề xuất bao gồm kiên trì động lực đổi mới, kiên trì xu hướng cởi mở, kiên trì phát triển xanh và kiên trì chia sẻ toàn diện, nhằm tạo cơ hội mới, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa của các nước trên thế giới, đồng thời sẵn sàng cùng các nước thúc đẩy hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương đạt nhiều kết quả hơn và tạo dựng 30 năm hoàng kim tiếp theo của châu Á-Thái Bình Dương. Ngày mai 20 tháng 11, Ấn Độ và Australia sẽ tổ chức đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao lần thứ 2 tại thủ đô New Delhi để thảo luận về một loạt các vấn đề chiến lược quốc phòng và an ninh. Đối thoại sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và Bộ trưởng Ngoại giao Jayashankar đồng chủ trì, cùng với những người đồng cấp Australia, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marler và Bộ trưởng Ngoại giao Penny Yong. Các cuộc thảo luận giữa hai bên sẽ đề cập đến các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu cùng quan tâm nhằm tăng cường hợp tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-Australia. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ngoại giao hai nước cũng sẽ trao đổi quan điểm về các ưu tiên chung nhằm tăng cường hợp tác đa phương. Hôm qua ngày 18 tháng 11, đương kim Tổng thống Liberia, huyền thoại bóng đá George Weah đã thừa nhận thất bại trước đối thủ, thủ lĩnh đối lập Joseph Boakai. Trước đó, cơ quan bầu cử Liberia công bố kết quả kiểm đếm của hơn 99,5% phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 được tổ chức hôm 14 tháng 11, cho thấy thủ lĩnh đối lập Joseph Boakai, 78 tuổi, giành được 50,89% phiếu ủng hộ, chắc chắn giành chiến thắng chung cuộc trước đương kim Tổng thống George Weah, 57 tuổi. Trong một tuyên bố chính thức trên đài phát thanh Liberia, Tổng thống George Weah nói rằng, cách biệt mà thủ lĩnh phe đối lập Joseph Boakai dẫn trước theo như kết quả sơ bộ của vòng bỏ phiếu thứ hai đã công bố là không thể thu hẹp, đồng thời gửi lời chúc mừng tới ông Boakai. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, việc đương kim Tổng thống George Weah thừa nhận thất bại và chúc mừng đối thủ chiến thắng là tín hiệu quan trọng cho thấy quá trình chuyển giao quyền lực tại Liberia có thể diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc nhiệm kỳ Tổng thống sắp tới của ông Joseph Boakai sẽ bớt đi thách thức, nhất là về kinh tế. Liberia hiện là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, theo Ngân hàng Thế giới. Hơn 1 triệu người Liberia, tương đương với 1/5 dân số của quốc gia Tây Phi, gồm 5 triệu cư dân này, có mức thu nhập dưới 2,15 đô la Mỹ một ngày. Vụ phóng tên lửa đẩy Super Heavy và tàu vũ trụ Starship SpaceX ngày 18 tháng 11 đã thất bại khi phát nổ trên vịnh Mexico không lâu sau khi được phóng lên. Đây là lần thứ hai SpaceX phóng thử nghiệm Starship không thành công sau lần thử thất bại đầu tiên vào hồi tháng 4 năm nay. Mục tiêu chính của cuộc thử nghiệm lần này là tách tàu vũ trụ ra khỏi tên lửa đẩy và đưa vào không gian. Cuộc thử nghiệm nhằm tiến tới tham vọng của SpaceX là sản xuất tên lửa lớn và đa năng, có thể đưa con người và hàng hóa trở lại mặt trăng và sao hỏa. Những chuyến bay thử nghiệm như vậy cũng rất quan trọng đối với cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, khi cơ quan này đang đầu tư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ vào Starship, dự định sẽ sử dụng hệ thống để đưa các phi hành gia lên mặt trăng như một phần của chương trình Artemis. Nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift đã quyết định hoãn buổi biểu diễn thứ hai tại Brazil dự kiến sẽ diễn ra vào tối nay ngày 19 tháng 11 sau khi một người hâm mộ đã tử vong trong buổi diễn đầu tiên vào ngày hôm qua.
Chia sẻ trên Instagram, nữ ca sĩ cho biết quyết định hoãn buổi biểu diễn được đưa ra do nhiệt độ quá khắc nghiệt ở Rio de Janeiro. Mặc dù nữ ca sĩ Love không chỉ định ngày mới cho buổi biểu diễn bù, nhưng mà tổ chức sự kiện Time for Fun đã thông báo buổi hòa nhạc của Era Tour đã được rời lại sang ngày mai 20 tháng 11. Trước đó, Taylor Swift cũng đã bày tỏ đau buồn về việc một người hâm mộ qua đời tại buổi biểu diễn đầu tiên tối qua ngày 18 tháng 11. Hầu hết đất nước Brazil đang trải qua thời tiết nắng nóng kỷ lục trong tuần này, với nền nhiệt cao nhất từ trước đến nay, kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm ở mức trên 50 độ C. Đó là một tai nạn đáng tiếc, giá như ban tổ chức cẩn thận và quan tâm tới người hâm mộ hơn. Ngay sau vụ tử vong, chính quyền thành phố Rio de Janeiro đã yêu cầu công ty sản xuất chương trình lập các điểm phân phối nước mới, bố trí nhiều xe cứu thương hơn, đồng thời cho khán giả vào cửa sớm hơn. Chuyển sang phần tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Từ ngày 23 tháng 11, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển mưa rải rác. Và sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 15 tới 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 tới 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 tới 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 tới 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 tới 27 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 tới 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi trời nắng, nhiệt độ từ 24 tới 32 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 tới 26 độ.